Lại có đồ tuyển chưa mở ốc cho anh em dùng các bác nhá. Đó là Piolo 7.900, đợt này thì gà về 7.900 liên tục cứ bán, con này lại có con khác về. Đấy, mới bóc ra các bác nhá. Và nó vẫn bẩn ở bên Nhật này, vẫn có một cái lớp bẩn bẩn bụi ở bên Nhật về. Đấy. Hàng bao cho anh em là chưa mở ốc các bác nhá. Đẹp mỹ mãn luôn. Giá 4 triệu đồng thôi. Với cái dòng 7.900 này thì nó vô cùng lành các bác nhá. Vô cùng lành. Nhập về không phải làm gì cả. Nên là mở ốc làm cái gì? Nên là không cần phải mở ốc làm gì cả các bác ạ. Có chăng là nó có bụi bên trong một chút, nhưng là cửa hàng không muốn mở ốc nên cửa hàng cứ kệ nó. Đấy, bụi một chút ở bên trong. Đấy, những cái con Dublin này mà bác nào khó tính muốn sưu tầm những cái loại hàng mà nó ở cái mức độ mà nó chất nhất có thể thì anh em sẽ thích. Đấy. Còn nếu anh em thích thì cửa hàng có thể mở ra vệ sinh thêm cho nó bóng như là mới sản xuất. Đấy. Quay như này để cho nó có sự trực quan nhất các bác nhá. Đấy. Bụi bặm vẫn còn bụi tây này. Nhưng kiểu là người ở trái đất mà thích những cái sản phẩm bụi vũ trụ ấy, thì nói vậy kiểu anh em hiểu vậy. Nước sơn là sáng bóng nha. Dòng này thì nổi tiếng rồi. Quá nổi tiếng về chất âm 7.900. Đây mặt dưới đây cho anh em xem này. Mới chưa các bác. Mới chưa. Long lanh nha. Tiếng của 7.900 thì vô cùng hay. Xó than 2 vít mà. Zin tuyệt đối nha. Nói cho anh em là zin tuyệt đối để anh em nắm được quan điểm cho dễ mua nha. Bao anh em là chưa mở ốc và zin tuyệt đối. Những cái con 7.900 cửa hàng về những cái thời gian gần đây và bán những cái con gần nhất thì đều là những con mà không phải mở ốc. Mở ốc nó không quan trọng các bác ạ. Kể cả anh em mua những nơi khác người ta mở ốc, người ta kiểm tra thì cũng vô tư. Chẳng qua là cửa hàng muốn nói như vậy để cho anh em hiểu là một con âm ly nó về nó còn zin tuyệt đối. Đấy, vậy thôi. Mở ốc thì quan trọng cái gì? Cửa hàng không muốn mở bởi vì nó hoạt động ngon rồi, nhưng là không có nhu cầu mở. Âm ly thì đánh cầu loa AB, tôn nhạc, bát chép, đường vào âm thanh, cân loa, láo lớt. Đánh những đôi loa bát 30 đổ lại thì tuyệt vời. Đấy, những đôi loa bass 25 của Piolo thì mặc định là các bác sẽ nhận được một bộ dàn âm thanh hay luôn. Chép bass cả hai vế đều hoạt động thì đèn sáng cả hai bên nhá. Con nào bán rồi thì cửa hàng ghi chữ đã bán ở trên clip, trên video nha. Còn những con mà chưa bán thì sẽ đăng và chưa có chữ đã bán ở trên video. Thì lên đây anh em không lo là nó trùng nhau nhá. Bởi vì cửa hàng về liên tục những con 7.900 này. Cứ bán xong thì cửa hàng lại quay một con khác lên. 0941 891 914. Xin chào anh em.